Chào anh em nha. Rồi, chào cô chú anh chị luôn. Rồi, mấy anh em thấy mình, mấy anh em mình đang làm gì không? Mấy anh em đang chuẩn bị đi sinh tồn nha. Thấy chứ, chuẩn bị đi cái cánh này là thuộc xã huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng, ấp xã Khiết Bình. Mình mới coi bản đồ nha nè. Thì cái khu vực này thì cũng được một anh em trên mạng á. Anh em trên mạng nói cái khu vực này rất là nhiều rắn nha. Nhiều rắn thì mấy anh em mình lên, nếu mà có rắn nhiều thì mấy anh em cỡ một tuần lễ mới về. Thì mấy anh em mình chuẩn bị đi ra ngoài cái khu ngay chỗ ra ngoài, ngay chỗ cái bờ kênh giữa, ngay chỗ bàn bàn đó. Mấy anh em mình cắm trại luôn, cắm trại và săn bắt rồi ăn uống là tại chỗ luôn nha anh em. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đó. Rồi những cái hoạt động, những cái video tiếp theo á, thì anh em sẽ được xem là mấy anh em mình sẽ đi lưới cá nè, đặt lờ nè, đặt bẫy, săn đêm và cuối cùng là đào rắn nha. Và mình ăn uống tại chỗ luôn, những cái sinh vật gì mình sẽ chia sẻ trong những cái clip tiếp theo ha. Bây giờ mình sẽ đi theo anh Bảy, anh Bảy, anh Mười, anh Trận và anh Chính nha, với anh Tân. Đi vô trọng mình quay cái địa điểm, giới thiệu với anh em từng chi tiết một nha. Tình hình sau 15 phút đồng hồ đổ mồ hôi thì anh em mình đã tới cái chỗ khu vực định cắm trại nha nè. Mình sẽ cắm, mình sẽ dựng cái liều ngay chỗ này, vị trí chỗ anh Bảy. Lùi lên mình tầm khoảng 10 mét nữa nha. Về ngang này là tầm khoảng là 2 mét. Đó. Dọn dẹp sang bàn đất. Rồi mình làm một cái tấm bạc, tấm bạc mình che cây. Rồi ở dưới mình làm một lớp bạc và che một cái chiếu, tối là mình nghỉ ngơi. Bên kia là mình ăn uống nha. Ăn uống đó, còn khu vực đây nè, ở đây là mình xác kinh ha, là để nước sinh hoạt đồ này ok. Hiện tại thì khu vực bờ này khá cao, do đó mấy anh em mình sẽ dọn dẹp sạch sẽ để không thôi là dọn năm này mũi cắn. Phải mấy anh em mình có chuẩn bị tất cả các dụng cụ luôn, mùng, chiếu, màn và một cái mấy cái bình ắc quy để mình tối mình lấy điện nha. Mình có chuẩn bị bếp ga, son, nồi chảo hết ráo. Thì vậy mình sẽ, mấy anh em mình sẽ săn bắt và ẩm thực tại chỗ luôn nha. Thì ở cái khu vực này thì mấy anh em mình cắm trại, rồi mình ăn uống tại đây luôn. Thì mình cũng có trang bị là lờ cá nè, cắm câu nè, đặt lợp nè, và lưới luôn. Mình có nhiêu ăn nhiêu, nói chung là mình đi săn bắt mà, có gì ăn ấy. Còn nếu mà cũng không có luôn nữa thì có đào nhiêu được con rắn ăn hết. Nếu mà không có luôn nữa, còn không có nữa thì chắc mình đi ra chợ mua nó ăn luôn. Đồ ăn luôn. Thì cũng có chuẩn bị rất là nhiều nha, son, nồi, dầu ăn, đường, muối, bột ngọt, tất cả các thứ để trang bị cho việc mình ăn uống. Cái này là mình kiểu là giống như mình dựng trại tới đâu, khu vực này bên đây mình sẽ đào rắn, đào rắn khu rừng rồi. Và tối mấy anh em mình sẽ săn đêm nha. Ban ngày mấy anh em mình sẽ ăn uống, nghỉ ngơi và tối mình nghỉ đây luôn và sau đó mình đi. Thì mình xem anh em mình làm cái khu vực này tầm khoảng 5-10 ngày, nếu có tiếp tục có rắn thì mấy anh em mình đã làm tiếp, còn nếu không có thì mình mấy anh em chuyển đi chỗ khác nha. Đó. Rồi những cái clip sau anh em mình sẽ chia sẻ cụ thể từng clip cho anh em mình có yêu mến mấy anh em mình theo dõi nha. Cánh đồng này rất là lớn luôn, cái bờ kinh như thế này nè, bờ kinh như này là đặc điểm của nó rất là cao nè, nó thì nó sẽ rắn chuột này nó ở vô trong những cái vị trí như này. Từ cái mí đây mình lên tầm khoảng là 2 mét nha anh em. Cái bờ này là bờ cũ, ba số bờ cũ rồi mà. Đó, bây giờ mình di chuyển bên kia cho anh Mười bên kia có tìm một cái điểm ngon hơn điểm này rồi. Mình qua bản mình xem nha. Anh Mười đã có một cái địa điểm tốt hơn này nha anh em. Điểm này thì cao và thoáng mát hơn. Thoáng mát ở bên kia là hồi nãy là mấy con bù không muối đồ quá trời luôn. Đó. Bây giờ mấy anh em mình sẽ dọn sạch sẽ hết khu vực này ha. Rồi mình sẽ đi kiếm cây làm lỗ và căng liều giống như cái liều ở tạm nha anh em ơi. Rồi xong mà mấy em mình trải bạc ở trên và ở dưới để che nắng cho mưa, rồi làm một chỗ để mình là để nấu ăn luôn,
để nó ăn uống tại chỗ luôn. Thì còn cá mắm đồ mình sẽ dùng những cái tự thực săn bắt tự nhiên vốn có, để giống như là săn bắt cái kinh là đặt lời cho anh em, đặt lời rồi đặt lạp luôn, lưới cá luôn. Bây giờ anh đi qua bản để cho anh em mình làm nha. Để có ghẻ sớm quá nha, là kỹ kỹ à. Bây giờ công đoạn đầu tiên là làm bằng mặt đất, công đoạn thứ hai là căng bạc, đào cột, đào để cho cái cột để mình căng bạc lên. Cái mấy cây dựng lên đi, căng bốn chỗ đi. Cái này phải kiếm một cái cây giữa chổi lên hai cây mới được. Chổi hai cây, lấy cái cây kéo hai bên đó, gặm cây rồi kéo chăng cái bạc ra. Rồi đi qua bên kia xin mua mấy cây bạc đạn bên kia rồi. Giờ anh gặp anh ông anh chủ ruộng tốt bụng đây hỗ trợ cho mấy anh em mình mấy cái nhánh cây bàn để mình xuống dưới nha, mình cắm trại nha. Cái này là thuộc xã nào anh? Xã Lâm Khiết. Xã gì? Xã Lâm Khiết. Huyện Thành Trị phải không? Ừ. Xã Lâm Khiết, tại anh em coi bản đồ. Lâm Khiết, huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng. Cái dao đó sao chặt được anh? Cây nhẹ đó hả? Kiếm nhiều cây ngay lắm, thì kiếm bao cây đó. Có ông hôm nay. Đi hơn 5 tiếng đồng hồ mà người ta nó còn sức lực quá. Hồi nãy bổ sung nó một cái tô mì mà không có trứng nha nè. Tô mì mà không có trứng. Có trứng chẳng có nào. Ý là không có trứng mà còn vậy đó, mà có trứng nó còn dữ nữa. Cây bằng bắp đuôi. Cái này mình sẽ chặt cái cây này nè, để mình làm gác ngang nha. Còn hai cây trụ đứng nữa. Bắt đầu mình kéo bốn góc lẫm. Đi đưa em vào đây nha. Giao tỉa đi. Cái này sang ngang không ạ? Được rồi. Dạ ok. Thắt che mát. Chửi ạ. Rồi. Đạp không? Nhấn đạp qua cái. Lôi. Rồi. Chưa. Bỏ vô đi. Này mình mấy anh em mình có chi dùng nấy. Hồi nãy mấy anh em mình đi khảo sát mà bận này, cái khu vực này cá còn rất là nhiều nha. Tôm tép rồi ok khỏi bàn. Tàn nào đồ đồng không luôn. Mốt bạc luôn, khác là lúc bạc liền. Thiếu hả? Không có chợ thiếu sao, bạc thôi. Đây. Cây bốn cây.
vào được cái đó đó. Cái nạn đứng nó được rồi đó ơi. 4 cái gốc á, 14 gốc mà, 4 gốc đồng chăm xuống mình cọc dây vô cho căng ra. Kiếm cây nữa hả? Là hết luôn nha anh Trực. Để cái này nè, lại không? Không. Tục thêm. Cái nạn này để lại là một luôn. Một luôn. Cái cây đó, cái cây đó. Cái đó. Thôi. Lập ta. Chắc thì điều hiểu đó. Người má ơi. Chết được. Hai hiểu này bị. Thôi. Chết cha quên đó cái kia với cây này. Còn lỗi 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 mà. Vô bỏ rồi đó. Túng sáu người đâu chọn. Túng túng người vậy hả? Làm sao tối mấy anh em dọn đi vô kiếm nhà trọ ở luôn ba. Sao ta? Đông giả mời, mời dạ. Hả? Dạ. Bị nào cũng được á. Thì mấy anh em mình sẽ đào ba cái cây cột này nè, cây cột này, cây cột cách đó tầm khoảng 1 mét, với cây cột ngoài kia ngay chỗ anh 10 với chú anh 9 đứng á. Bắt đầu mình có một cái cây thông dài từ đây ngang qua bển, thì mình sẽ căng 4 góc, góc này, góc kia, cái góc cỡ anh 10 ha, với góc đứng ngay chỗ này, mình căng ra 4 góc, rồi mình có cái cây ngang, rồi mình phủ tấm bạc lên, thì là ok nha anh em. Nữa đây mới căng như nè. Được mà hai. Rồi đó. Làm. Trời ơi, hụt luôn. Hụt luôn. Thì giờ làm già cho cố vô. Không sao, không sao, ghét cũng ghét mà ngang mà. Ghét lên ăn thua vậy không sao, gỉ ra là hai cái. Giờ mấy anh em mình bạc mình phủ lên nha. Bắt đầu mình kéo 6 góc là nó sẽ căng lên. Cái bị xanh ở trên nó bị đỏ ở dưới. Lên. Bên này một cái phủ cái đầu lên đi mọi người. Rồi sao kẻ đầu này. Trời ơi, cái đâm lũ. Điều qua chỉ đều nổi vinh nữa thôi. Kéo lên nữa, kéo lên nữa. Kéo lên này nữa nè. Kéo lên nữa. Như thì lắp lại. Đừng có phủ, đừng có phủ, đừng có phủ. Đừng phủ, phủ. Kêu mình căng một mé đi, trộn mé, một căng một mé đi, đừng mé chưa sửa sao? Căng mấy dưới trước đi. Trên đứa nào ở trên đó. Đừng có gỉ, cột dùng dùng đi, lát sửa để gỉ cho nó sạch à. Lát để đằng ấy, xuống rồi cột rồi chi tiết. Cột nó để luôn.
để thôi em đợi. Công trình mấy anh em sắp hoàn thành rồi nha. Rồi ngày mai thì buổi chiều hôm nay là bây giờ là 5 giờ rồi nha anh em. 5 giờ thì ngày mai mấy anh em mình sẽ dọn đồ vô. Chiếu gói mùng màn phải không, là cái những cái tấm bạc ở dưới mình che ở dưới để mình phủ một lớp chuối, rồi xong mình phủ lớp bạc còn xuống một cái chiếu, và mình tối mình ăn ngủ ở đây luôn nha anh em. 8:30 ăn ngủ ở đây luôn, và tối nay săn bim, nói chung là ăn uống tại chỗ luôn nha anh em. Cái phần ở bên kia ngay chỗ anh Mười đứng là mình làm cái bếp nha, bếp để mình nấu ăn. Mình có đem theo là bếp ga nè, và cái bình ắc quy để tạch điện á, với một cái số cây đèn pin để mà tối mình đi soi, và cuối cùng là cái khu vực này thì mấy anh em mình sẽ đi đào rắn ha. Mấy anh em mình có đem 2 chiếc xe Honda đi. Cái khu vực này quý anh chị thấy là bờ rất là cao nha, đó bờ cao, bờ rất là cao nha. Rất đây là chuột nó ở, chuột với rắn nó ở dựa thường những cái bờ cao như thế này. Thì lúa ở đây là đang bắt đầu xạ thì những cái rắn hoặc là chuột hoặc là những cái con vật khác thì nó sẽ vô những cái bờ kinh này nha anh chị. Ngày mai bắt đầu anh em mình bắt đầu chiến nha, săn bắt ẩm thực. Rồi sinh tồn tại chỗ luôn nha anh em. Đây mình đổi cái phong cách đi, đi tao bữa thì coi có cái gì mới không. Mình đi một vòng để chiêm ngưỡng cái thành tựu mấy anh em nãy giờ nha. Ê, có làm gì đâu, khát nước mày. Để giờ không thấy làm gì luôn nha. Rồi tình hình ngày hôm nay mấy anh em mình làm tới đây nha. Ngày mai mấy anh em mình sẽ dọn đồ vô ở đây luôn. Rồi ngủ ở đây, rồi săn đêm ở đây. Rồi ẩm thực ở đây luôn, nói chung là ăn uống tại chỗ luôn nha. Tối nay ngủ khách sạn ngàn sao luôn. Rồi tối nay là ngủ khách sạn ngàn sao luôn nha. Rồi hẹn anh em ở một clip kế tiếp sẽ có một cái chuỗi series săn bắt ẩm thực để cho anh em xem nha. Rồi chào anh em cái ôi xuống chào em luôn.